Em không ở trong nhà, ra đây tìm chị à? Chị đang làm nước cái cỏ kia. Ồ, chùm, cũng nói chưa nào. Nè, ba con người anh đi ra ngoài rồi. Lúc này em đến ngủ, em không biết. Thank you.
Trời ơi, dậy rồi à? Hả? Để nào. Ôi trời ơi, chạy ra đây chết nắng. Mày không ở trong nhà à? Ra đây tìm chị à? Chị đang làm nước cái cỏ kia. Ồ, chủ bụng nói chưa nào. Đi vào để lấy đồ ăn nha. Chờ làm mấy cái nốt mấy cái cỏ, được không? Nha. Nha. Còn mấy cái cỏ thôi, nhổ nốt không thôi. Nó ăn mất rau ấy. Em bé ngồi cho mát này, để em bé ra cho mát này. Ngồi tạm đây. Nó tạm như này nhá. Đưa bẩn. Rồi. Ngồi đây nha. Chị nhặt nó mấy cái cây cỏ đã. Đây này. Nó mọc đầy rau ấy mấy ạ. Khi nào có rau này, chuẩn bị có rau này này. Ơi, mẹ chờ tí nha. Đây làm không thôi nó, đấy mất rau. Thôi đi vào trong nhà đó. Vào trong nhà chị lấy trái cây và sữa cho mẹ ăn à. Bé nào. À, em nhận rồi, trời. Rồi. Ăn nhé. Đói không? Ừ. Ai đói à? Ừ. Đói à? Ừ, xem. Ừ. Biết nói chuyện rồi đấy. Đây đi vào nhà nha. Ui. Con này chuối vừa chín. Ngọt lắm. Lấy cho bé ăn nhé. Để pha sữa cho em. Ừ. Ừ, xem. Sao mà chạy ra hẳn đây được vậy? Ừ. Chào chị, rửa váy chân tay nha. Đi vào ăn nhé. Đây, chị nghỉ ngồi đây nhé. Ngồi đây chờ chị nha. Lấy bát đĩa lên, lấy chuối nha. Chị này đã ăn thêm đi nhé. Ba con người anh đi ra ngoài rồi. Không phải em bé ngủ, em không biết. Đưa anh đi ra ngoài. Đây. Em bé ngủ ngon quá, chị em mình thức dậy. Đây, từ từ nào. Ở đây.
bạn ngồi đi mày. Ngồi đây. Đây xong chị cho anh để tự cầm. Đây nha, cầm đi. Thì anh đi không? Nay anh thì mình không, anh ăn cùng. Hả? Chị em tìm mua cái nhĩa nhỏ hơn cho em bé mà không tìm được. Được rồi, đây là được rồi, đầy miệng. Được rồi, đây hết trong miệng đi. Nhanh nuốt đi em. Trời. Từ sốc đi. Mì tóc sắp nha, chị sắp nha. Mẹ sắp rồi đấy. Đấy. Cho lên miệng ăn. Đấy, đấy, bỏ đi. Đã ăn nốt thì chị pha sữa cho uống nhá. Không, không được dùng tay nha. Mẹ giờ vẫn đang trong quá trình tập. Rồi. Hết rồi. Đây, em bé ngồi chờ tí. Lấy sữa cho em bé uống. Nha. Biết hút không? Hút nè. À, không biết hút à? Chưa biết hút đây. Này em ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống. À, ngồi xuống. Ơi, đừng, đừng, chạm tay vào. Bẩn. Thank you.
Mà mẹ không? Mời Yếm ăn để lát cái phần này nha. Mình ngồi xuống chứ, ngồi xuống đi, ngồi xuống nhanh đi Vi ạ. Anh Vi ăn uống ngoan lắm. À, đúng rồi. Rồi, hết rồi. Đây chị đang bị như này. Ngồi ấy, nó ở ấy. Để ăn giỏ quá chứ. Này. Này, ta đi ra nhé. Vâng, từ, chờ đi xíu nhé. Chị cắt cái này cho chị bé đi nhé. Yeah. Rồi chơi nha.